công ty âm thanh Sáng Tạo Huy xin kính chào các cô chú anh chị em đang theo dõi cái video của bên công ty mình. Hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2019. Đây mình có xuất cái đơn hàng cho khách hàng ở Buôn Hồ, Đắk Lắk, có cái bộ dàn âm thanh để phục vụ các show nhạc sống đám cưới ngoài trời. Cái tổng trị giá là 87 triệu. Anh em đang tranh thủ bốc hàng. Vào những dịp cuối năm công việc rất là bận thì các bạn có nhu cầu gì thì liên hệ trực tiếp với mình theo số hotline ở trên cái video này nha. Thời gian khá là bận nên là không có thời gian để trả lời những cái comment hay là những cái tin nhắn của anh em, mong anh em thông cảm. Đây là những cái kiện hàng đã được đóng giấy. Tất cả những cái hàng đi tỉnh thì bên công ty mình đều đóng giấy như này để đảm bảo trong quá trình vận chuyển thì không bị cái không bị hư hao gì nha các bạn. Vì cái công việc của dịp Tết khá là bận nên những anh em nào mà chuyển khoản trực tiếp cho mình thì vui lòng gọi điện trực tiếp cho mình hoặc là nhắn tin để lại cái thông tin giúp mình nha. Việc mình sắp xếp mình gửi hàng. Đây là cái thùng loa xúc đôi, xúc đôi nha các bạn, xúc đôi mẫu mới rất là nhỏ gọn, xúc đôi đát. Bên công ty mình chuyên cung cấp các hệ thống dàn âm thanh sân khấu chuyên nghiệp ngoài trời, phân phối xỉ và lẻ luôn nha các bạn. Thì đối với khi các bạn mà mua trọn bộ nguyên dàn âm thanh của bên công ty mình thì bên công ty mình sẽ hỗ trợ vận chuyển tận nhà cho các bạn, hoặc là những các bạn nào ở xa thì công ty mình sẽ hỗ trợ cái tiền chi phí vận chuyển nhé, tùy theo cấu hình dàn. Và đặc biệt thì bên công ty mình từ đầu năm 2019 thì bên công ty mình có chương trình là bán hàng trả góp. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua âm thanh mà chưa đủ cái chi phí thì có thể liên hệ trực tiếp với mình để được biết thêm cái thông tin chi tiết để làm hồ sơ trả góp nha. Hồ sơ thì bên mình rất là đơn giản, rất là nhanh, chỉ việc trong vòng 20 phút đồng hồ là xong. Thì làm hồ sơ được ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước, với điều kiện là các bạn phải vô trực tiếp công ty mình để ký hồ sơ nha. Đợi lát em quay lại nhé, em đang quay video đấy. Đây là cái tủ máy nha các bạn, tủ máy thì rất là nặng, thì mình sử dụng ở trong đây là 2 con men và cần 4 người kiêng. Một ngày thì bên công ty mình tiếp rất là nhiều khách hàng. Như vậy thì dàn âm thanh này thì mình đã cho hết lên xe tải lên công ty mình rồi, và bây giờ chuyển ra ngoài bến xe miền Đông để gửi xe về cho anh khách hàng ở Buôn Hồ, Đắk Lắk đây. Và đây là cái địa chỉ bên công ty mình, 670 đường Lữ Bán Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và sau cái đơn hàng này thì bên trong này bên mình còn rất là nhiều đơn hàng ra các bạn, khách từ mua lẻ sản phẩm cục đẩy, mixer, micro, tới khách mua dàn âm thanh. Bên mình đang sau clip này thì bên mình tiếp tục ráp thêm cái dàn âm thanh nữa. Đây khách hàng ở Long An. Đây là cái cục đẩy 4 kênh IT 1600S. Bên mình bán cho khách hàng ở Đồng Nai, trong chương trình khuyến mãi anh được tặng kèm con răng cưa đây, răng cưa IT A588. Thì cái này thì bên mình đã test sẵn rồi, đóng gói rồi, chuẩn bị đi giao cho khách. Đây, anh mặc áo xanh đây, đây chính là chủ đầu tư mua con men 4 kênh ID 1600S. Rồi, và các bạn nhớ bấm đăng ký kênh YouTube để cập nhật thêm những cái clip tiếp theo từ bên công ty mình nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
Xin chào và hẹn gặp lại.